Tôi tên là Nguyễn Hồng Vân, sinh ngày 18 tháng 11 năm 1966 ở Gò Vấp, Sài Gòn, Việt Nam. Ba tôi là một quân nhân trong quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Ông về quản lý những bệnh viện. Chính vì thế mà khi mà ba tôi đi làm ở cái bệnh viện quân đội nào thì gia đình của chúng tôi sẽ đi theo. Chính vì vậy mà gia đình tôi thay đổi chỗ ở rất là nhiều lần. Và lần chót là ở một bệnh viện quân đội rất lớn ở trong thành phố Sài Gòn. Ba tôi và mẹ tôi rất là khó khăn trong việc dạy dỗ con cái và cũng rất là coi trọng về việc học hành, cho nên là anh em của chúng tôi được dạy dỗ rất là kỹ càng. Và học hành thì bố mẹ tôi kìm cập rất là kỹ mỗi ngày. Mỗi lần mà chúng tôi đi học thì đều có tài xế chở đi và trở về. Và chính vì thế là chúng tôi có một cuộc sống rất là sung túc. Mặc dù ba mẹ tôi đã làm việc cũng rất là cực khổ. Nhưng mà khi mà giải phóng vào năm 1975 thì Cộng sản vào. Gia đình tôi là trong quân đội của phía bên kia. Vì thế cả nhà tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà với bàn tay không, không có một cái thứ gì ở trong tay. Vì thế mà mẹ tôi phải đi ở nhờ nhà người ta. Mẹ tôi có một cái quán nhỏ để phụ mua bán bên cạnh một cái nhà bảo xanh. Ba tôi lúc đó thì bị đưa vô trại cải tạo. Nó nói là trại cải tạo nhưng thực ra nó là một trại tù. Nó đối xử với con người không giống như là một thú vật nữa. Nó nói chính vì những người lính giống như ba tôi đã làm cho mọi người dân cực khổ. Trong khi ba tôi đi cải tạo thì ở nhà tôi đã phụ mẹ tôi buôn bán. Buổi sáng thì phụ mẹ tôi buôn bán và buổi chiều thì mới được đi học. Cứ thế cho đến khi mà ba tôi được cho về sau 3 năm tại vì ba tôi bị bệnh gần chết. Trong khoảng thời gian đó thì cái sự hận thù của Cộng sản đối với gia đình tôi thật là nhiều. Tôi đi học thì không có được tiêu chuẩn gì hết. Rất may mắn là chị tôi học rất là giỏi, cho nên chị đã được vào trường đại học. Còn những người giống như tôi thì phải vừa lo buôn bán phụ mẹ, cho nên là không có được học hành đến nơi đến chốn. Chính vì không có được tự do, không có được học hành và bị đối xử giống như là những con thú vật, cho nên tôi đã quyết định là phải tìm đường đi vượt biên. Trong khi đi thì tôi có đi với một người em trai. Tôi đi vượt biên vào năm 22 tuổi. Vào những cái ngày mưa gió bão bùng, lênh đênh trên biển 7 ngày trời, tới ngày thứ hai mới biết là có em trai của mình ở trên tàu. Với số lượng hơn 234 người, tàu tôi lênh đênh 2 ngày thì hết dầu. Cứ như vậy mà đi. Ban ngày thì mọi người phải phá tàu, tôi cùng với mọi người dùng những cái bè gỗ để mà chèo một con tàu lớn như vậy. Tới ngày thứ ba thì gặp tàu hải tặc. Rất may là nó rượt một thời gian và nó bỏ đi. Chúng tôi mừng quá. 7 ngày trời lênh đênh trên biển, không nước uống, không đồ ăn. Nhưng mà cũng may là được trời thương. Chúng tôi đã cập bến được tới Mã Lai. Vì đã được học trước cho nên tôi thuộc hết tất cả những số lính của ba tôi, những ngày tháng năm sinh của gia đình tôi, cũng như là hồ sơ mà gia đình tôi sẽ được bảo lãnh đi. Cho nên là giấy tờ đã được hợp lệ. Và tôi được chuyển qua Philippines ở 7 tháng. Trong thời gian 7 tháng thì người ta nói là để dạy cho mình thêm về văn hóa Mỹ và học thêm một chút ít tiếng Anh. Tôi cũng rất là may là ở đảo có 1 năm rưỡi thôi. Nhiều người thì ở tới 7-8 năm, có người thì không biết tương lai đi đến đâu. Năm tôi qua Mỹ là tôi được gần 24 tuổi sau 1 năm rưỡi ở đảo. Qua tới Mỹ thì tôi được ở San Francisco, tại vì một người bạn của ba tôi bảo trợ. Qua tới Mỹ thì tôi buổi sáng thì đi làm, buổi chiều tối thì đi học thêm tiếng Anh. Để mà muốn mà cố gắng
tiếp thu nhanh với đời sống ở Mỹ. Thời gian đầu thì rất là cực khổ, tại vì nhiều khi tôi làm 10 tiếng, mang đồ về nhà làm tới thêm vài tiếng nữa, để mong rằng mình sẽ có một số tiền để mà giúp đỡ gia đình ở Việt Nam. Được gần 2 năm thì gia đình tôi được bảo trợ theo diện HO, do chính phủ Mỹ bảo trợ những người lính ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa qua. Cũng rất may là gia đình tôi 2 năm sau đã qua đoàn tụ, cho nên cuộc sống của tôi cũng phần nào bớt được gánh nặng. Tại vì qua đây thì mọi người đều cùng nhau làm hết. Qua Mỹ được 4 năm thì tôi lập gia đình. Chồng tôi là người Lào, cái rất khác nhau về ngôn ngữ, nhưng mà chúng tôi dùng tiếng Anh để mà tiếp xúc với nhau. Chồng thì tôi thì tối ngày đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Tôi cũng vậy, trên cuộc sống hầu như là trong gia đình rất là ít thời gian để mà có thời gian để mà đối xử với nhau hoặc là giao tiếp với nhau. Sau rồi một thời gian thì tôi có được 2 đứa con gái là Vicky và Michelle. Tôi cũng bận rộn thêm về chức vụ là làm mẹ, nhưng mà tôi rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Tại vì bây giờ trách nhiệm của mình nặng hơn và mình hiểu được cái tình cảm của mẹ con như thế nào. Lúc xưa thì mẹ tôi phải vất vả, cho nên là mẹ tôi cấm đoán không được như thế này, không được như thế nọ. Chúng tôi không có được có tiền để mà đi chơi với bạn bè hoặc là tham gia bất cứ một cái buổi đi chơi ở ngoài trời nào của trường học cả. Chính vì vậy, ở nước Mỹ này tôi đã có một cái cơ hội, có được một cái rất là nhiều thứ mình có thể mình bù đắp nên dành cho con của mình. Những thứ gì mà hồi xưa tôi không làm được, bây giờ tôi đã có điều kiện để cho con tôi có được những điều như thế. Mẹ tôi hồi xưa khó khăn như thế nào, bây giờ tôi có thể dễ dàng đối với con cái như vậy. Chỉ có cái vấn đề khác nhau là ở Việt Nam thì dạy con là đánh, không nghe lời là đánh. Không hiểu lý do vì sao tôi hồi nhỏ rồi bị ăn đòn hầu như là mỗi ngày, nhưng mà qua đây thì không được. Và tôi cũng không muốn đánh con thôi, tôi chỉ muốn dùng những cái lời để mình nói chuyện. Nếu mà may mắn thì cứ nghe, còn không thì thôi. Nhưng mà tôi không dám đánh, tôi cũng không muốn. Bây giờ con tôi nó cũng đã lớn rồi, mỗi đứa đi một trường đại học rồi, nhưng mà tôi cũng vẫn mong muốn là con của mình sẽ trở nên người, vẫn mong muốn là có thể giữ được một chút nào đó về Việt Nam. Chính vì thế mà từ hồi nhỏ, mỗi lần mà có dịp là tôi sẽ mang con tôi đi học tiếng Anh. Tiếng Anh thì không có được bao nhiêu, nhưng mà chủ yếu là phải học tiếng Việt. Tôi có thời giờ thì dẫn con đi học tiếng Việt. Trước hết thì ở San Francisco. Sau đó khi tôi dọn về San Jose thì cũng cho con tôi học. Cho đến lúc mà cháu vô high school lớn, nhiều bài quá, không có thời giờ nữa thì không có đi học tiếng Việt. Nhưng mà ở nhà thỉnh thoảng tôi cũng dùng tiếng Việt để nói chuyện với các cháu. Còn các cháu thì có lúc thì trả lời tiếng Việt, có lúc trả lời tiếng Anh. Tôi mong muốn là cháu có thể giữ được cái truyền thống của Việt Nam. Mặc dù cháu là người Lào, nhưng mà hồi nhỏ thì ba cháu ít nói tiếng Lào, ít dạy dỗ tiếng Lào, phần lớn là ở bên gia đình của ngoại. Cho nên là cháu nói tiếng Việt rất là giỏi và rất là may mắn thì được hồi nhỏ được ông bà ngoại nuôi nấng cho đến lớn khôn. Tôi muốn nhắn nhủ tới 2 đứa con gái của tôi là ở nước Mỹ này đã tạo ra rất là nhiều điều kiện cho mình có thể học hành, thì nên phát huy những cái
năng khiếu của mình và cố gắng học hỏi, trước hết là để giúp cho bản thân mình mai này có thể có cuộc sống riêng, có một gia đình riêng, thì có đủ khả năng để mà lo cho mình. Hơn nữa là có thể giúp đỡ cho đất nước Mỹ, là nơi mà đã cưu mang ông bà cha mẹ, đã tạo cho ông bà cha mẹ của mình có được cuộc sống tốt đẹp hơn và có những tương lai tốt đẹp hơn. Tôi muốn là con cái của tôi sau này, nếu mà đất nước của tôi không còn có cộng sản thống trị nữa, có được nhiều quyền tự do, dân chủ, thì lúc đó nếu mà được thì tôi mong muốn là con cái của tôi có thể trở về Việt Nam để biết được cái đất nước của ông bà cha mẹ mình đã sinh sống như thế nào. Và nếu có điều kiện thì cháu có thể giúp sức được để mà làm cho đất nước Việt Nam không còn cộng sản, sẽ trở nên tươi đẹp hơn, mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, giống như cuộc sống của con cái tôi ở trên nước Mỹ này.